Em làm gì đâu rồi? Chỉ nhặt cái bút thôi mà. Thôi rồi nè mày đi. Mày bỏ cái tay mày ra coi, chứ mày xấu vơ lờ. Chứ mày xấu quá, không mày đừng xách cái tay luôn đi. Từ từ, mày cứ nhìn bài tao mà chép nè. Chứ mày xấu quá, đầu đeo đâu. Đưa xách đây, đưa đây. Đây nè mày, tao còn ghi nữa. Đấy, vậy có phải ngoe không? Như vậy mới gọi là cứng xỉu. Phải. Sạch. Bạn này xài sạch quăng hết cả lên này. Những sách trẻ hay cẩn thận gì cả. Trẻ bạn này. Bữa kem mình mượn tiếp nhá. Em làm bài thầy. Ê, thầy. Ui da. Học không nào học, cút ra ngoài. Ê, cho tao chép với. Tao đang bận rồi, mà hỏi khác đi. Tao đang làm câu này cho xong. Khi nào xong tao đưa cho mày chép. Chắc không, tao xong rồi nè. Lúc vui buồn hoạn lạn có nhau, cùng cố gắng sẻ chia. Mình gọi nhau là anh em một nhà, dù sống chết vẫn giữ câu ước thề. Vẫn một lòng nhìn về phía nhau cho đến hết kiếp này. Ủa mà tao để số 1, mày để số mấy vậy? Tao để số 3. Tao để số 3. Ngó lên trời, trời cao không có thâu. Điện thoại đứa nào kêu đấy? Đúng rồi, điện thoại đứa nào ấy? Người ta đang tập trung làm bài mà cứ ồn ào nhờ. Đề nghị các bạn làm bài nhá. Không ai nhận đúng không? Lần này tôi bỏ qua, lần sau thì đừng có trách. Bạn ơi đừng nghiện nữa, nhà mình còn gì đâu. Alo, alo, chiều đánh cho con đồ đề hai quả nhá. Ờ, các em làm bài tiếp đi. Thầy, rửa mặt kính em. Trước khi ra khỏi đây, tôi tặng em một câu: cần cù thì bù siêng năng. Cù thì bù siêng năng, chỉ có làm thì mới có ăn. Không làm mà đòi có ăn thì ăn đâu quậy. Cần cù thì bù siêng năng, chỉ có làm thì mới có ăn. Ăn không làm mà đòi có ăn thì ăn đâu quậy. Thầy giáo huấn, nghe thầy giáo huấn, là
con trẻ con biết ham học hỏi chỉ có thầy giáo huấn học thầy giáo huấn nghe thầy giáo huấn thêm một nghỉ dậy mất đôi ba tháng là bọn trẻ nhớ lắm Nhất. Em làm gì đâu thầy? Im. Em làm gì đâu thầy? Đó, từ, rồi tất cả im lặng. Rồi Kiên tập bèn. Rồi Quý Diễn. Diễn. Em làm gì đâu thầy? Lệnh. Lệnh rồi, không sao. Không lấy tâm lý nặng. 3, 2, 1, Diễn. Em làm gì đâu lại? Mất màu rồi, mất màu rồi. Từ từ đi. Từ từ.